Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trong quá trình sử dụng máy vi tính đó, các bạn cảm giác như là cái máy vi tính của mình á chạy nó có vẻ như là nó chậm chạp hoặc là có một cái vấn đề gì đó bất thường. Thì để loại trừ những cái khả năng, hôm nay mình sẽ trong cái video này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái phần mềm để kiểm tra xem coi cái ổ cứng của mình á nó còn sức khỏe, nó còn tốt hay không nha các bạn. Kiểm tra sức khỏe ổ cứng nha các bạn. Bạn tải phần mềm về, các bạn mở phần mềm lên và các bạn kiểm tra xem cái ổ cứng của cái máy vi tính của mình á, sức khỏe nó như thế nào nha. Nó còn xài được hay là nó warning, nó cảnh báo một vấn đề gì đó nha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ vào trình duyệt bất kỳ ở trên cái máy vi tính của mình á, có trình duyệt bất kỳ các bạn mở lên nha. Đây mình sẽ mở trình duyệt Cốc Cốc hoặc là Google Chrome nè, Google Chrome nha các bạn. Đó, các bạn vào trong phần google.com hoặc là google.com.vn. Ở mục tìm kiếm của Google á, các bạn gõ vào cái tên phần mềm nha. Tên phần mềm là Britain Disinfo nha các bạn. Đó, bạn đánh vào chữ CRI là nó sẽ hiện lên nè, một danh sách các bạn thấy Britain Disinfo. Hoặc là bạn đánh nguyên từ ra luôn nha. Ristan. Đó. Dead info. Chọn cái link để tải cái phần mềm Ristan Dead info về nha các bạn. Ở đây mình sẽ gợi ý các bạn vào cái link là tải miễn phí.vn nha. Link này nó dễ tải, tương đối dễ tải nha các bạn, nó không có đòi hỏi kiểm tra cái mật khẩu hay là cái gì nha. Đó, các bạn click vào cái link nè, click vào. Đó, nó ra cái trang tải miễn phí.vn nha các bạn. Bạn kéo xuống, click vào download nha. Click tiếp vào link file. Đó, nó tải về bên góc trái các bạn. Đó, nó bắt đầu nó tải về. Nằm bên góc trái nè. Sau khi tải về xong á, bạn click vào để mở cái phần mềm lên nha. Mở phần mềm để cài đặt vào trong cái máy vi tính nha các bạn. Chọn Run. Check vào I accept. Chết ở trên nha các bạn. Next. Đường dẫn để cài đặt vào nè, mình để mặc định luôn nha các bạn. Next. Tiếp tục Next. Create desktop socket. Cứ để mặc định nó, Next tiếp nha. Install. Đó, nó bắt đầu tiến trình cài đặt, nó cài cái phần mềm này vào trong cái PC mình nha các bạn. Completing. Đó, cài đã thành công rồi. Bấm Finish nha. Bấm vào nút Finish. Đóng cái cửa sổ tải chương trình lại nha các bạn. Đóng cửa sổ lại. Sau khi các bạn cài đặt thành công á, nó hiện ra một cái biểu tượng nè. Đó. Tan disinfo trên cái màn hình desktop này nha các bạn. Bây giờ các bạn click vào sử dụng phần mềm này nè. Kiểm tra cái ổ cứng trên cái PC của mình á, trên cái máy vi tính của mình á, coi sức khỏe như thế nào nha các bạn. Mở phần mềm lên. Đó, bạn mở phần mềm lên nha. Thì trên cái máy vi tính của mình á, mình hiện tại mình đang gắn hai cái ổ đĩa cứng nha các bạn. Một ổ là SSD 120 GB và một ổ là HDD 250 GB nha. Thì mình sẽ diễn tả hai cái trạng thái, một cái ổ cứng có sức khỏe tốt và một cái ổ cứng có sức khỏe không tốt để cho các bạn dễ hình dung nha. Đó, cái phần mềm này khi cái mũi tên nè, cái mũi tên để chọn ổ đĩa nè, đó di chuyển để chọn ổ đĩa để xem trạng thái của từng ổ đĩa, bạn di chuyển mũi tên nó sẽ hiện ra từng ổ đĩa nha. Bây giờ mình sẽ xem cái ổ đĩa đầu tiên nè, cái ổ SSD 128 GB nha các bạn, trạng thái của nó nè. Trạng thái sức khỏe của nó tốt. À, bạn thấy nè, sức khỏe nó tốt nha. Nhiệt độ là 45 độ C.
sức khỏe tốt, nhiệt độ 45 độ C nha các bạn. Bạn nhìn thấy danh sách thuộc tính ở bên dưới nè, có những cái chấm màu xanh nè. Không, bạn trượt xuống từ trên xuống dưới, bạn thấy toàn là chấm màu xanh, tức là cái ổ cứng của mình sức khỏe còn tốt, mình chạy được nha các bạn. Đó, những cái thông số nó ghi cụ thể trong cái phần này nha. Số series của ổ cứng nè. Chuẩn giao tiếp là SATA. Đó. Số lần khởi động 279 lần khởi động. Thời gian chạy 824 giờ chạy. Chạy được 824 giờ nha các bạn. Ổ cứng này nói chung trạng thái nó là good, màu xanh hết nha. Giờ mình sẽ di chuyển qua cái ổ cứng thứ hai. Đó, bạn thấy ổ cứng thứ hai là Western nè, 250 GB. WKDC là Western nha các bạn. Dung lượng là 250 GB nè, bạn thấy cảnh báo trạng thái sức khỏe cảnh báo nè. Cảnh báo hiện lên màu vàng nè. Đó, tức là ổ cứng này nó cảnh báo mình rồi, nó bị bét rồi nha các bạn. Bị bét. Bạn nhìn xuống cái danh sách thuộc tính nè. Bạn thấy ở dưới lúc nãy cái ổ SSD á, tất cả ở đây nó đều xanh hết, nhưng mà cái trường hợp này số sector của cái ổ cứng này nó bị vàng, bị bad sector nha các bạn. Vàng nè. Một chấm vàng nè, 1 2 3 4. Ở chỗ này nó có một chấm vàng nè. Bạn trượt xuống dưới, bạn thấy tiếp tục nó có một chấm vàng. Thì cái chấm vàng này á là chứng tỏ là cái ổ cứng này nó bị bad. Bad sector. Bad sector nha các bạn. Lưu ý nha, số lần khởi động là 2508. Số lần khởi động nè. Thời gian chạy 2143 giờ. Ổ cứng này nó chạy rất là nhiều giờ nha các bạn. Nó bị bét. Đó, trường hợp cảnh báo thì khi nó cảnh báo như thế này thì máy vẫn chạy được nha các bạn, nhưng mà nó rất là chậm. Khi mà các bạn thấy cái máy mà chạy mà cái đèn HDD nó chớp 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 liên tục á, là nó sẽ rơi vào trạng thái cảnh báo rồi nha các bạn. Cảnh báo á, bad sector á, các bạn khi đó các bạn sẽ sử dụng phần mềm này, các bạn quét là các bạn biết nha. Trường hợp này thì các bạn nên sao lưu backup dữ liệu, sao lưu lại nha các bạn, nó dễ bị hư á. Cảnh báo rồi đó nha các bạn. Còn có một trường hợp nữa là ở ngay trạng thái sức khỏe này nè, nó không có hiện màu vàng, mình hiện màu đỏ. Nó hiện màu đỏ là trường hợp cực kỳ xấu nha các bạn. Ở dưới những cái danh sách thuộc tính này nè, nó chấm đỏ nè. Khi đó là ổ cứng cực kỳ xấu, nó có thể chết bất cứ lúc nào đó. Lúc đó là các bạn cố gắng backup dữ liệu, lưu sao lưu dữ liệu lại nha các bạn. Trường hợp màu vàng này thì máy nó ổ cứng nó vẫn có thể chạy được, nhưng mà nó sẽ rất là chậm, ổ cứng nó truy cập rất là chậm. Còn khi mà cái tình trạng sức khỏe này mà nó cái ô này nó chuyển sang màu đỏ, tức là lúc đó là cực kỳ nguy hiểm. Bạn tìm cách các bạn sao lưu backup dữ liệu ra liền nha, để mất dữ liệu nha các bạn. Mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái phần mềm Retian Disk Info để kiểm tra xem cái ổ cứng mình cái tình trạng sức khỏe nó có ổn, có chạy ok không nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.